Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quỳ kính lại người, thi tha con khấn nguyện cầu. Quê hương là dòng sông, má trong trăng vàng soi bóng. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sắc dầu tường, sớm khuya rơi rớt khuôn đường. Nương thuyền tờ vừa qua bến mê đến nơi bờ già. Mẹ hiền Quang Thế Âm, giọt nước nhân dương xoa dịu lòng tham. Mẹ hiền Quang Thế Âm, đem đến an vui dứt sạch ưu bình yên. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bão giông mây nước ngập trời. Con xin mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian.
chấp nguyện, lòng con xin tâm vẹn nguyện, bàn tay nâng chén hương đèn, cầu xin phổ độ chúng sanh. Trần gian ai đang phát nguyện, nghìn tay ban vạn phước an, cánh tay nối tay kết lại, từ bi khắp ngàn thế gian. Bàn tay con đang chấp nguyện, cầu cho tâm không mù quáng, nghìn đôi mắt đang soi về màn đêm tối tâm lòng con, nghìn tay Phật đang hướng về dìu con qua ngàn khổ đau, bước theo hướng đôi tay người tìm nơi sáng tươi với bình an. Tình yêu bao la phúc trong nghìn tay, người bạn ấm áp phát vào gió bay, từ bi vô biên chỉ cao thông tuệ, nghìn tay dẫn qua khổ đau trần gian, hận thà sân si mấy ai chẳng mang, người bạn ấm áp phát vào gió bay, từ bi vô biên chỉ cao thông tuệ, bao la phúc trong nghìn tay, người bạn ấm áp phát vào gió bay,
tòa sen vàng, con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu viên thông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ. Chana Patthana
Sattaya Arahate Sammasam Buddhaya Namo Sawa Tathagate Be Arahate Be Sammasam Buddhe Be Namo Aya Avalokitesoraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Tadiyatha Om Chale chale kuchale kuchale kusume kusuma ware ili mili chiti yola mapana yesoha. Thank you.
cử nhân gian u minh thấy trong tiếng kinh như là hào quang bao la. Từ nơi ưu tư đang trói tâm khiến ta nương nhờ vào nơi Đức Phật. Giữa mênh mông sân si đan xen tìm đâu thấy đôi tay ôm tiếng buồn. Người lặng im nhìn con chắp tay chẳng nói lời chi. Từ trong hoang vu khi chúng con khóc than linh hồn cầu sự thanh an. Vì đôi khi quên đi bản thân cuối xin quay về được người dẫn đường. Kiếp nhân sinh đi qua tựa như một cơn gió ôm sân si ích gì. Bồ đề hoa nở khai sáng cho đấng tin từ bi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tuệ của trí tuệ
toàn hảo siêu hiền, hoàn toàn vượt thoát. Cung kính đảnh lễ bậc toàn tri toàn giác, đấng tôn quý giác hữu tình quán tự tại. Ngay khi thâm nhập Bát Nhã Ba La Mật Đa, thông thấu toàn bộ năm uẩn và tỏ tường tự thể của năm uẩn là không. Này xa lợi Phất, ngay hiện tiền này sắc chính là không, không chính là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Cái gì là sắc? Cái đó chính là không. Cái gì là không? Cái đó chính là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Này xa lợi Phất, ngay hiện tiền này tất cả các pháp đều hiển lộ từ không tương, không sanh không diệt, không nhớ không nhiễm, viên mãn tròn đầy. Cho nên xá lợi Phất, trong không tướng ấy không có sắc thọ tưởng hành thức, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có tri thức, không có vô minh, không có đoạn tận tri thức, cũng không có đoạn tận vô minh, cho đến không có già chết, già cũng không có đoạn tận già chết, không có khổ tập diệt đạo, không có tri và không có chứng đắc. Cho nên bậc giác hữu tình y như Bát Nhã Ba La Mật Đa, hiển hiện an nhiên tâm không ngăn ngại, do tâm không ngăn ngại nên không sợ hãi, vượt thoát mê lầm ảo tưởng, đạt đến cứu cánh niết bàn. Hết thảy chư Phật trong ba thời thường hiển hiện Bát Nhã Ba La Mật Đa, được đào qua vô thượng chánh đặng chánh giác. Vì vậy nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là trí tuệ lớn, là trí tuệ của đại sát, là trí tuệ vô thượng, là trí tuệ vô sâu, vượt thoát hết thấy mê lầm khổ não, chân thật không hư dối. Cho nên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chính là hiển hiện cảnh giới chân thật, vượt rồi, vượt rồi, vượt thoát rồi, hoàn toàn vượt thoát rồi, giác ngộ viên mãn Ta Bà Ha. Thọ tưởng hành thức, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có tri thức, không có vô minh, không có đoạn tận tri thức, cũng không có đoạn tận vô minh, cho đến không có già chết, già cũng không có đoạn tận già chết, không có khổ tập diệt đạo, không có tri và không có chứng đắc. Cho nên bậc giác hữu tình y như Bát Nhã Ba La Mật Đa, hiển hiện an nhiên tâm không ngăn ngại,
sợ hãi, vượt thoát mê lầm ảo tưởng, đạt đến cứu cánh niết bàn. Hết thảy chư Phật trong ba thời, thường hiển hiện bạc nhà Ba La Mật Đa, đạt được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì vậy nên biết bát nhã Ba La Mật Đa là trí tuệ lớn, là trí tuệ của đại xa, là trí tuệ vô thượng, là trí tuệ vô sông, vượt thoát hết thấy mê lầm khổ não, chân thật không hư dối. Cho nên thuyết bát nhã Ba La Mật Đa chính là hiển hiện cảnh giới chân thật. Vượt rồi, vượt rồi, vượt thoát rồi, hoàn toàn vượt thoát rồi, giác ngộ viên